đó kìa. Không biết phải lâu kiến không, cá gì đây nè, nhỏ xíu rồi. Ồ quá. À, hello, xin chào các bạn quay lại kênh của mình. Bây giờ mình soạn đồ xong rồi mình đi làm các bạn. Hôm nay mình bắt 5 cái camera ở một tiệm mỹ phẩm nha. Đây các bạn, 5 cái camera KB Vision nha. Do mình bỏ trong đồ hết rồi. Soạn đồ đi nhiều lắm chứ không phải đơn giản như này đâu. Dây nhợ rồi gì tùm lum hết, than rồi nữa đây. Rồi bây giờ mình đi sẵn đôi vô trong em. Rồi mình tới nhà khách đây. Nhà khách có cái hồ chuẩn bị nuôi cá coi. Đi hồi nãy giờ đi dây được 5 cái rồi các bạn, mệt quá, nghỉ mệt. Trong thời gian nghỉ mệt mình chia sẻ mấy cái hồ này cho các bạn xem nha. Đây là vòng sủi oxy, tất cả thiết bị của cái quán này, từ việc liệu lọc cho tới bất cứ cái gì sau này là có thể mình sẽ làm hết. Nhưng mà trước mắt là mình đã cung cấp máy bơm, máy oxy, cái hút mặt của mình là thấy các bạn thấy không, hút mặt nè, đá nham thạch đồ tất cả đều là mình làm hết. Không phải mình cung cấp thôi chứ mình không có làm, nhưng mà nay mình camera thì mình phải đi theo giám sát, trong đó là máy bơm, máy oxy đồ để cho trong cái hồ kính. Các bạn thấy cái hồ kính không? Em vô em chia sẻ cái lọc hồ kính cho các bạn xem nha, rất là trong. Nhìn đẹp không? Đây chưa thả cá do ô có mấy con cá lâu kiến các bạn, bò trên đó kìa. Không biết phải lâu kiến không, cá gì đây nè, nhỏ xíu rồi. Ồ quá trần trần luôn nè. Cái cá này làm gì ta? Ồ rất là lớn, rất là rộng luôn. Đây đây là hút mặt nè. Các bạn thấy hút mặt không? Hút mặt và hút đáy và máy thổi luồn. Đây ngăn lắng đầu tiên là vô cái lưới 304, các bạn thấy không? Lưới 304 nè. Cái lưới này nó lắng phân, nó chặn xuống, nó ra một cái hộc nữa. Xong rồi tới cái ô đầu tiên là chứa bùi nhùi. Xong tới di mắt nè. Di mắt này có bỏ oxy để nuôi vi sinh nha. Và tới kennet, hạt kennet này là hạt micro, hạt nhỏ, nuôi vi sinh rất là tốt. Xong rồi tới qua ngang máy bơm, rồi bơm ngược lên lại hồ. Mà ngang máy bơm này em trai này em làm kỹ nè, không có bỏ thêm cả cái hút mặt vô đây luôn. Đi bắt camera mà quay phim hồ cá. Đây cái trần rất là đẹp. Rồi trở lại công việc gắn camera tiếp các bạn. Đang cho cái camera nó vô trong hộp nhựa bảo vệ nó, những cái đầu rác cho nó đỡ, cho nó chống sét nha, để ngoài trời. Cái này là cái rọi ở đằng sau hiên nè các bạn. Bên sau cái chỗ này nó có hàng rào, nhà để xe đồ đó. Nên khách muốn đặt đó để có vấn đề gì thì quan sát phía sau. Trồng hàng cây rất là đẹp nha các bạn. Đồ đạc gì tùm lum hết vẫn chưa có xong. Đang làm ở trên ổ trung tâm nơi gắn ổ cứng. Cái này là cái spa nha các bạn. Đây là quầy tính tiền nữa các bạn. Đây là mắt phòng khách. Đó.
Đây là camera quay ra sân các bạn, còn kia là camera quay vô cái cửa. Về nhà đó bạn, quá đuối luôn. Trời ơi, mấy con này nó đòi ăn kìa. Tại bình thường là buổi trưa giờ này mình cho nó ăn cá với vitamin C nè các bạn. Do mấy này ăn cá mà nó bị bệnh đó. Và giờ mình bận quá mình mới đi làm mình quên, mình không có cho nó ăn được. Cho bọn này ăn nè. Đó, thấy cá là bù ra. Thấy không? Coi nó kìa. Nó thèm ăn hơn cái gì nữa. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, cái kênh ủng hộ mình. Đáng ra nó lý ra là hôm nay mình chỉ chia sẻ bên cái kênh về camera của mình thôi, nhưng mà do làm cho cái hồ, cho cái chủ nhà đó có cái hồ cá nên mình chia sẻ với các bạn bên kênh của cá luôn nha. Rồi chào tạm biệt các bạn. Mình có khách vô nhà kìa. Có khách.